qua cơn nguy kịch. Sắn nhớ tới kẻ lạc loài gặp ở dọc đường mà giật mình thán phục. Gã cho người dò hỏi thì được biết người đàn ông đó tên là Quấy, bản A Quấy. Quấy mồ côi cha, hiện đang nuôi bà mẹ mù lòa. Quấy thông minh, có tài đoán định như thần. Những lời đoán sấm đoán chớp của Quấy thường ban đầu không ai tin. Khi việc xảy ra như rời định mới bừng tỉnh, mới thấy sợ, thấy phục. Một lần giữa mùa hanh hao, Quấy bao sắp tới sẽ có mưa đá lũ quét. Mọi người mặc kệ lời hắn bay lên rời. Hắn không nói không rằng, lập đàn cúng tế ngay tại ruộng trước cửa. Đàn cúng, cách cúng của hắn khác người, chẳng ra sao, chẳng ra tày, chẳng ra nùng. Giữa một vùng trời đất ảm đạm, lam sơn trướng khí ngùn ngụt, màu đen tuyền của dàn cúng, đồ cúng, quần áo người cúng, khiến người ta coi hắn là phù thủy hơn là một thầy cúng. Mà hắn phù thủy thật, hắn cúng 2 ngày 2 đêm. Đến ngày thứ ba thì trời đất vần vũ, một trận mưa đá ầm ầm trút xuống. Sau mưa đá là lũ cuốn, các loài vật biết chạy, biết bò, biết bay, biết bơi, cuống cuồng vọt ra khỏi chỗ ẩn nấp. Riêng hắn không, mặc mưa mặc gió, mặc lũ đá lũ bùn, hắn vẫn điềm nhiên ngồi cúng. Không biết vì lòng thành hay hắn điều khiển được cả trời đất, ma quỷ, mà dòng lũ đang hung tợn như con hổ bị lửa đốt đít phóng đến gần đám ruộng nhà hắn, bỗng rẽ ngang sang hướng khác. Cả vùng qua cơn lũ, ruộng ven suối thành dòng sông đá cây cối, đất đá ngổn ngang vùi lấp. Riêng ngôi nhà và đám ruộng của hắn vẫn nguyên vẹn như được phủ phép. Sau trận mưa đá lũ ống, mọi người vừa kinh sợ vừa căm ghét hắn, coi hắn là quỷ, là ma, là kẻ rước họa. Mẹ con hắn bị đuổi ra khỏi bản. Trong cái cộng đồng phải nương tựa vào nhau như trong rừng cây tựa cây, dưới suối nước tựa vách đá, rứt ra khỏi bản, coi như sống cũng như chết. Vậy mà hắn vẫn nhơn nhơn, vẫn đưa ra những lời phán chết người. Lời hắn thối đến nỗi thấy hắn ai cũng phải bịt tai nhổ nước bọt. Sắn tìm đến Quấy, nhìn hắn pha nước mời kẻ khét tiếng khắp vùng, mà nét ung dung tự tin, coi thiên hạ dưới tầm con mắt lộ rõ. Sắn ngầm thích thú. Quấy có dáng người cao ráo, khuôn mặt thể hiện cá tính mạnh, nhạy cảm, ý chí lộ ra từ gò má gầy gò, đôi lông mày rậm, gãy rủ, nhân trung thẳng, sâu, rộng, như ai hằn sâu vào đó cái ngòi bút. Sau một hồi trò chuyện, Quấy đã được lòng Sắn, được theo Sắn về sán trại. Dọc đường thấy đàn vịt quây bên bờ suối vươn cổ kêu quàng quạc đòi ăn. Vịt là loại sống dai, nhiều con bị lưỡi dao cứa ngang cổ, dốc sạch không còn một giọt tiết, đầu sắp lìa rồi, mà chỉ cần buông tay ra là ngất nghèo chạy khắp vườn, lặn ngộp quanh ao dọc suối như ma nhập. Bắt cả đàn vịt hóa kiếp không phù phép thì chỉ có cho ăn bà. Sắn mỉm cười tinh quái, bảo Quấy làm phép cho lũ vịt hóa kiếp. Quấy nhìn Sắn cười mỉm, rồi chắp tay đọc thần chú, vái 4 phương 8 hướng, hú 3 tiếng động rời. Sau đó mở tấm phên cửa vây bước vào, đưa tay khoát nhẹ như bơi. Như có phép lạ, Quấy bơi đến đâu, đàn vịt rủ xuống tới đó. Những con mắt chữ A, cái mồm chữ O chưa kịp khép lại, mà cả 100 con vịt đã ngả trắng xóa cả bờ suối. Sắn đã bị Quấy thuyết phục hoàn toàn. Hắn kết nghĩa anh em với Quấy, đón cả 2 mẹ con Quấy về nhà, coi hắn như Khổng Minh tái thế. Ở bên Sắn,
Quý không phải làm việc gì, trừ việc đọc sách đoán định vận rời. Nhờ câu mang của sắn, Quý đã được kinh qua cấp sắc bảy đèn. Mặt âm, Quý điều khiển 72 âm binh làm mưa làm gió. Mặt dương, Quý được kè kè bên sắn, đêm ngày bàn chuyện thời cuộc bày mưu tính kế. Sắn bản tính bạo liệt, ham hành hạ giết chóc, nên gây thù chuốc oán nhiều. Nhờ may mắn, nhờ cảnh báo của Quý, hắn đã bao lần thoát hiểm, đã giữ được uy thế của mình. Được Sắn hỏi chuyện đại sự, thầy Mo Quý bối rối. Thầy hoãn binh bằng việc bảo Sắn xưng vua phải được trời phù, đất phù, thiên cơ phát lộ. Lời thầy chọc vào tính tự ái của Sắn. Hắn ngửa cổ lên trời nghiến răng, rồi cười sằng sặc. Thầy Mo Quý sợ hắn phát khùng sẽ phạm vào chốn linh thiêng, nên đã khuyên hắn muốn biết vận rời phải dọn mình 3 ngày để làm thủ tục mở tranh. Trong 3 ngày ấy, hắn phải không giết người, không giết súc vật, không nói tục, không đàn ông đàn bà. Nghe lời quân sư, hắn đổi ý răm rắp nghe theo. Lễ mở tranh không được như ý. Mở đầu của lễ, chậu nước rửa tay của thầy, của người thụ lễ, biến thành chậu máu. Vào lễ, con gà sống sau khi cắt tiết, đầu một nơi thân một nẻo, vẫn bay loạn xạ quanh hang. Điểm gờ làm cho Sắn bực mình. Hắn lồng lên rủa xả rời đất, thề không làm được vua, không làm người. Sự cuồng loạn của Sắn khiến thầy Mo Quý phải nén lòng, lạy van rời đất, lạy van các thần phù hộ cho Sắn lên ngôi vua. Việc xưng vua của Sắn diễn ra vừa thuận vừa nghịch. Khi ông mặt trời vừa bắt đầu một cuộc leo trèo mệt nhọc, thì hơn 300 đàn ông trai tráng trong đội quân người sao nhũng nhãng bám theo Sắn ngược dốc lên đỉnh núi Phan Xi làm lễ. Hơn 300 con người, hơn 300 tâm trạng, buồn có, phấp phỏng có, hoảng hốt lo âu có, song không đường cùng, không bĩ cực. Hơn 300 con người, người đi trước dựa vào kẻ đi sau để vững bước, kẻ sau trông vào vết chân người đi trước để tìm chỗ đặt bàn chân. Tất cả đều hướng ngược lên người đi đầu là thủ lĩnh của họ. Cả đoàn nối nhau làm con rắn hổ mang khổng lồ trườn ngược. Dọc đường cây cối gặp mưa phởn phơ tươi rói, những cây vầu già mấp thếch như những chú chăn hoa dựng đứng rì rào chào đón. Đỉnh Phan Xi, chóp mũ của người khổng lồ đất Việt, nơi quy tụ sức mạnh, quy tụ khát vọng vươn tới của con người, đồng thời thể hiện sức mạnh chế ngự của thần linh. Tương truyền từ thời dựng nước, vua Hùng cho sứ giả dâng thiên tử nhà Chu một đôi chim chỉ trắng để cầu thân. Chim chỉ trắng là con của thần núi Hoàng Liên, uống sữa núi Hoàng Liên lớn lên. Chỉ trắng tượng trưng cho tinh khiết thanh cao khéo léo, là linh khí của thần núi thần rừng, người đời ngàn năm mới gặp. Trong cái lòng sơn son thiết vàng, với trọng trách sứ giả của hòa bình, đôi chim cùng đoàn sứ thần rời đất Việt. Qua nhiều ngày tháng lặn lội, cuối cùng đôi chim chỉ cùng gốc gác ly kỳ của nó cũng được dâng lên thiên tử nhà Chu. Cảm kích trước tấm lòng hữu hảo cầu thân của vô tôi đất Việt, sau khi cho lưu đãi thăm thú khắp nơi, thiên tử lưu luyến tiến đoàn với 5 cỗ xe chỉ nam do vua nhà Chu ban tặng. Đoàn sứ thần lại lặn lội 9 lần đổi trạm, lại vượt qua bao gian nan chắc chờ, cả đoàn về tới biên ải. Cả đoàn đang bày tỏ mừng vui hoàn thành sứ mệnh thì đã thấy tôi bạch chỉ vắt vẻo trên ngọn trúc nước Việt từ lúc nào. Tương truyền đôi bạch tượng linh chủ của dãy Hoàng Liên trước khi về xuôi để thần dân chân đăng dâng vô lý,
đã quỳ phục trên đỉnh Phan Xi 7 ngày 7 đêm. Trong 7 ngày 7 đêm ấy, trời đất cây cỏ được tắm trong ánh hào quang rực rỡ. Ban đêm bầu trời mặt đất sáng như ban ngày, ban ngày mặt trời dịu mát như mặt trăng. Những cây cầu vồng 7 sắc đan nhau như cái chài khổng lồ úp chụp lên đỉnh núi. Vua nhà Lý nhận được voi thần như rồng thêm vây, hổ thêm vuốt. Nhà vua đi bình chiêm thắng chiêm, mở rộng bờ cõi được bờ cõi, mở mang bang giao được bang giao, mở rộng sự học được sự học, phát triển canh nông được canh nông. Đất nước thái bình, nhà nhà làng làng yên vui, từ vua đến dân, ai cũng biết ơn voi thần, biết ơn thần núi Phan Xi. Đó là chuyện của xa xưa, chuyện của biển cả bao la. Còn với các tộc người mưu sinh dưới chân núi Phan Xi, thì từ khi sinh ra, họ đã tin linh hồn những người về với ông bà tổ tiên, đã nhập vào từng gốc cây tảng đá. Thần núi thần sông cùng tổ tiên linh hồn người giao, linh hồn các tộc người khác cuốn quýt, đã cho con người nơi đây có sức mạnh, trí tuệ, phù hộ cho họ sinh sôi nảy nở, gốc ngọn vững bền. Trong cuộc sống đâu chỉ có sự thuận chiều, trong thế giới ánh sáng và bóng tối ngự trị, trong cái vòng quay biến hóa của sinh, tử, tái sinh, biểu hiện sức mạnh, biểu hiện quyền năng của trời đất thần thánh, nhiều khi làm khốn khổ chúng sinh. Việc nổi giận của trời đất thánh thần được các cư dân quanh chân núi Phan Xi cắt nghĩa qua 2 lần thủy hỏa. Và với 2 lần ấy, dân chúng đã phải 2 lần leo lên đỉnh núi Phan Xi tế lễ thần linh. Đó là một lần nghiêng mình đổ nước, ông trời đã gây cho sườn núi phía tây của dãy Phan Xi một trận lũ bùn kinh hoàng. Trong trận lũ ấy, 20 nóc nhà chứa hơn 100 mạng sống bị cuốn theo nước bùn cây cối ra sông cái. Theo lời thầy Mo, thì con người nơi đây đã xâm phạm chốn thâm nghiêm linh hiền, can thiệp vào biến hóa thống trị vạn vật của trời đất thánh thần. Đó là sự đẽo gọt mẹ rừng để thỏa mãn mưu sinh, là lạm dụng thần lửa để thiêu cháy sự sống, là phải làm lễ tạ tội với thần linh trên đỉnh Phan Xi. Lời thầy là lời thánh. Cả bản nhìn lại những việc làm của mình, cả bản thành kính hối lỗi, cả bản bám đuôi nhau theo thầy Mo gùi những vật hiến tế lên đỉnh Phan Xi làm lễ. Lòng thành kính cùng khát khao của dân bản đã làm rúng động đến trời đất thần linh. Sau lễ cúng 3 ngày 3 đêm thì trời đổ mưa, một dòng chớp sáng lóe lên xua hết đám mây mù lưu cữu, khiến cho tảng đá thần cùng người vật cây cỏ trên chóp núi sáng choang như vừa được gột rửa. Ai nấy thở phào nhẹ nhõm. Với sự linh hiền của thần linh của trời đất, người sán trải đã tìm kiếm và lấy về 95 cái xác trong số hơn 100 cái bị làm mồi cho thần sông thần suối. Dưới sự che chở của thần của trời đất, màu xanh nhanh chóng trùm lên khắp rừng khắp núi. Người vật hân hoan trong cuộc sinh tồn. Năm núi năm, mưa thuận gió hòa, trời yên vật thịnh, thóc lúa đầy gác, trâu ngựa đầy chuồng. Hội hè như con suối chảy giữa làng bản, hết mùa này sang mùa khác. Sự hội tụ của thiên địa nhân tưởng như quanh năm chỉ biết đến rộn rã hội hè, rộn rã mùa vụ. Nhưng không, năm nọ không biết do con người cố tình làm ô uế thần linh, hay thần linh cố tình thể hiện sức mạnh, mà từng nhà quanh chân núi lần lượt bị thần lửa hỏi thăm. Trong suốt những ngày ấy, rừng núi răng rắc chuyển mình, cây cối ầm ầm chút lá, chim muông bật ra khỏi tổ vỗ cánh rợp trời.
thú to thú nhỏ lao ra khỏi chỗ ẩn nấp. Con người lấy hang hốc làm chỗ ẩn nóng. Kinh sợ hơn là người ta nhìn thấy một con rồng lửa khổng lồ, khi ẩn khi hiện. Con vật linh thiêng chuyên bảo vệ những nơi linh thiêng, diệt cái ác, tôn phù cái thiện, bảo vệ sự bất tử. Bỗng chốc là hiện thân của sự kinh hoàng. Thần rồng cuộn ngang cuộn dọc khắp bầu trời. Hai mắt thần như hai ông mặt trời thu nhỏ, nhìn vào đâu là chỗ đó rực sáng, lưỡi liếm vào chỗ nào là chỗ ấy thành tro bụi. Sán trại bị lưỡi thần liếm đến ngôi nhà thứ 50 thì không còn cách nào khác. Mọi người lại bú víu vào thầy Mo. Thầy Mo không còn cách nào khác, lại bú víu vào thần núi đỉnh Phan Xi. Cả bàn lại làm một cuộc hành hương cực nhọc. Lần này trong khi thầy làm lễ, trời đất ầm ầm chuyển động, đang trong nắng rực mà thầm chớp xé toác bầu trời, cơn giông kèm theo mưa đá ầm ầm lướt qua. Sau cơn giông, một con rắn trắng nằm chảy thượt từ đỉnh Phan Xi tới tận chân núi. Dân bản theo thầy Mo xuôi theo cái xác rắn khổng lồ, họ đã lấy được hàng lô hồng ngọc trôi xa từ miệng rắn. Sau hai lần tế đế linh nghiệm, người sán trại gắn chặt linh hồn vào thần núi Phan Xi. Sinh nở, họ hướng về phía thần núi cầu khấn. Ốm đau, hướng về phía thần núi khẩn cầu. Tai ương mùa màng, về với tổ tiên, hướng về phía thần núi. Hầu như những việc lớn, việc nhỏ của đời người, của cộng đồng đều có sự tham gia chi phối của thần. Thần là mối liên kết giữa con người với con người, con người với thần linh, hiển hiện khát khao của con người. Đoàn người theo thủ lĩnh Triệu Tá Sắn lên tế lễ trên đỉnh Phan Xi, bám nhau ngược núi. Càng lên cao, không khí càng loãng, bầu trời như bị ụp xuống, sương mây quấn quýt bảng làng trên cây trên lá. Con người lúc chìm trong rêu trong cỏ, lúc bắt chân người sụp trong mồn trong lá mục. Hai bên đường miên man những cây sồi xín táo rẻ xe rồi lực lưỡng. Cây khoe tuổi mình bằng những lớp vỏ xù xì mốc thích, bằng từng mảng địa y ken dày, bằng cách thờ ơ với những toan tính của con người. Cây giống như những nhà hiền triết giấu mình ngàn năm trong biển mây màu xám bạc. Những tán lá xòa ra đan nhau kết thành thảm xanh dày đặc, khiến cho cả khu rừng thành mái nhà khổng lồ. Mưa xuyên khó thấu, nắng khó rọi qua. Dưới gầm mái nhà màu lục là phong lan. Phong lan nhiều vô kể. Lan thả trên cây xuống, lan bám vào vách đá vươn ra, lan trôi lên từ bùn đất. Các màu tím, màu vàng trắng của hoa như những cô gái dậy thì, vừa cố giữ vẻ e ấp thẹn thùng, vừa hong hóng phơi bày vẻ đẹp rời cho trong mây trong gió. Từ ngày bị Việt Minh đánh đuổi khỏi sán trại, Triệu Tá Sắn phải chui vào rừng sâu nương náu của bộ hạ. Giữa lúc Sắn đang điên cuồng vì không thực hiện được mộng làm vua, thì quan ba Drignô thân chinh đến hang ổ của hắn bàn chuyện lâu dài. Sắn được quan ba Drignô hứa sẽ cung cấp đầy đủ mọi thứ để đủ sức đương đầu cùng Việt Minh, và đặc biệt Sắn được phép xưng vua. Những lời có cánh của quan ba Drignô càng làm cháy lên mộc đế vương của Triệu Tá Sắn. Sau khi nhận lệnh của quan Drignô, Sắn gặp thầy Mo Quấy để làm lễ xưng vua. Lễ xưng vua của Triệu Tá Sắn vừa thuận vừa nghịch. Từ sáng sớm, hơn 300 đàn ông người Dao theo Sắn cùng thầy Mo Quấy lên đỉnh núi Phan Xi Păng làm lễ. Đỉnh núi Phan Xi Păng là nơi linh thiêng, đem lại ấm no và thanh bình trong tâm linh của người Dao.
Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Thổ Phỉ qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến. Vừa chui ra khỏi rừng già đã phải đối mặt với phễu gió. Hai dãy núi như hai cánh cung chạy đến đây, bỗng hụt hơi tụt sâu xuống thành một vệt răng cưa lồi lõm. Những ngọn gió vô hồi quanh năm đuổi nhau từ tây sang đông bị ép chặt bởi hai cánh cung được dịp tung hoành. Khắp một dải núi hoang tàn vì gió. Gió không thành cơn thành lớp mà cứ ào ạt như đổ sỏi. Gió như bốc cả người, cả vật cây cối, ném xuống hõm đá. Gió vót nhọn từng mẫu đá, xoa nhẵn từng mỏm đá. Gió làm cho cả một vùng đất đá mênh mông, chỉ có rêu và những bối trúc quân tử ngang tàng mọc được. Rêu kết thành một tấm thảm khổng lồ, bám vào mặt đá, mặt đất. Chui lên từ thảm rêu dày là những bối trúc quân tử lơ thơ, thân sắt lại như đá, lá bị vót nhọn như mũi dao. Ngày cũng như đêm, chúc cựa quậy rên rỉ. Biết làm sao được, cây không tự mình bò ra khỏi biển gió, thì đành phải bóp nhỏ thân, bóp nhỏ lá để tránh gió, để la đà làm bạn với mặt đất, dựa vào mặt đất. Rêu giữ nước, cây giữ đất, làm giàu cho đất cho cây. Có rêu, cái phễu khổng lồ này mới có sự sống. Qua phễu đá, đoàn người chạm vào rừng trúc phất trần. Đúng là trúc núi Phan Xin. Những cây trúc to hơn ngón tay, ken dày như vườn cây cảnh. Cây lá vấn vít cùng mây, khiến cả vùng lãng đãng như trong tranh cổ của người Tàu. Là họ hàng nhà Tre, song trúc ở đây không uốn éo, cong cớn. Chúng thẳng từ gốc đến ngọn, thẳng từ lúc còn măng, thẳng từ hàng từ lối. Qua rừng trúc, mọi người như đi lên trời, chìm trong mây trong gió là những cây tùng còn sót lại từ thuở hồng hoang. Cây ở đây to nhưng lùn, dễ trồi lên gân guốc, để y phong lan ken kín làm cho chúng như cây cảnh. Qua những cây tùng cây bách là thảm hoa mênh mông. Trong nắng nhạt bùa vây cả một sườn đồi, ngời ngợi sắc hoa đỗ quyên, anh đào, vàng anh, trẻ tuyết. Những cây hoa không vươn cao mà tỏa ra la đà bò rộng. Chúng không cần làm duyên cho loài nào mà cứ tự nhiên với vòng quay tàn nở, khiến cho mọi người cảm tưởng đã chạm được tới thiên đàng. Dọc đường những con thú nhỏ dạn người thập thò ngơ ngác, rồi coi khinh tiếp tục những trò chơi muôn thuở của mình. Ngày kiên nhẫn ngược dốc, đêm nghỉ. Đến sớm ngày thứ sáu, đoàn người lên tới chóp núi Phan Xin. Theo lệnh của thầy Mo Cuối, mọi người dọn dẹp chuẩn bị làm lễ. Một con dê, một con lợn được chọc tiết ngay tức khắc. Khi bụng con dê mở ra, quả mật to như quả gấc dính với lá gan, lá lách lằng nhằng, làm mọi người mắt tròn mắt xẹp. Quả mật được đưa lên cho thủ lĩnh Triệu Tá Sắn. Thủ lĩnh họ Triệu tái mặt hỏi thầy Mo Quý. Thầy Mo Quý gật gù hài lòng. Thầy bảo: ngày xưa vua nhà Lý đi đánh Chiêm Thành, khi làm cỗ thái lao, mổ con dê ra, thấy trong bụng dê có cái mật to bằng quả bưởi. Mọi người thất kinh, nhưng vua vui vẻ nói: chữ đám tức mật gần với chữ đam tức vui. Cỗ thái lao mà có mật to, báo cho ta chỉ khó nhọc một chút mà được niềm vui lớn. Mọi người quỳ rạp chúc mừng nhà vua, song trong bộ nghi hoặc như đang đứng trước câu đố của trời. Trận ấy vua thắng lớn, bắt được cả vua tôi Chiêm Thành. Hôm nay thủ lĩnh làm lễ khởi dựng sự nghiệp đế vương,
mà được quả mật to thế này thì khác gì vua nhà Lý đi đánh Chiêm Thành ngày xưa. Thủ lĩnh họ Triệu mừng rỡ kêu lên: Trời đất đã đón được ý ta rồi, thần núi, thần suối, thần sông phù hộ ta rồi. Sắn chưa dứt lời, bầu trời đột nhiên vần vũ, từng đám mây đen ùn ùn kéo tới. Phút chốc mặt trời chìm nghỉm trong cái ô mang màu chết chóc. Dưới đất rừng núi lặng phắc như trước đám tang, lam sơn trướng khí bốc lên ngùn ngột, khiến từng đàn chim nhao ra khỏi tổ kêu inh ỏi, từng đàn khỉ vượn lao ra khỏi hang ngửa mặt lên trời hú hét. Mọi người kinh hãi hướng lên chóp núi Phan Xi quỳ rạp. Thầy Mo Quấy môi bậm chặt, hai hàm bệnh ra, nét mặt như hóa đá. Thầy nhìn trời, nhìn đất, nhìn chóp núi, rồi lặng lặng cúi đầu vái bốn phương tám hướng, rền rĩ kêu cầu tam tầng tứ thế, mở rộng lòng thương cứu giúp những người đang hy sinh thân mình vì nghĩa lớn. Lời khẩn cầu của thầy thả lên bầu trời, bầu trời giãn ra, mặt trời thành bính tiết hằm hè cảnh báo một mùa bão tố. Lời khẩn cầu của thầy thả vào lòng rừng, lòng núi, thần rừng, thần gió chờ mình. Một cơn lốc ảo đến cuồng nộ bứt phá, lay dạt, khiến vạn vật phải gồng lên chống đỡ. 300 con người mê muội phải nằm rạp xuống đất, bịt mặt bịt tai phó mặc cho số phận. Lời khẩn cầu rền rĩ dai dẳng cuối cùng cũng lay động được lòng trời, lòng đất. Mặt trời cuối cùng cũng phải lùi lũi chui vào trong núi mây. Thần gió cuối cùng cũng hết hơi hết sức, phải theo lòng khe lòng rừng trôi xuôi xuống chân núi. Trong dáng vẻ thần bí, thầy Mo Quấy kết thúc bài khẩn cầu bi hùng của mình bằng một câu giáo hoành: Thiên cơ mách bảo, muôn sự muốn thành, phải biện đủ lễ cúng đủ ngày, không thể đi tắt đón chặn được. Thủ lĩnh họ Triệu ớ người không hiểu. Thầy Mo Quấy bảo, tức là lễ vật cúng thần phải dâng đủ 36 con vật, 10 loại ngũ cốc, 5 loại rượu, 3 loại thuốc lấy từ rừng, từ ruộng. Triệu Tá Sắn thất kinh, các thuộc hạ của Sắn nhìn nhau lắc đầu. Sắn vò đầu bứt tai, đi đi lại lại, rồi dừng lại trước thầy Mo. Giữa núi cao vực sâu, trốn chui trốn lùi thế này thì lấy đâu ra từng ấy lễ vật bây giờ? Thầy Mo Quấy lặng lặng với cái điếu tra thuốc châm lửa. Khói thuốc cùng với làn sương mây bàng làng vẫn vít quanh cái dáng hiền triết đang thiền. Sau một hồi suy ngẫm, thầy thùng thẳng: Có cách chữa rồi đấy, nhưng phải có lòng thành mới làm được. Sắn sốt ruột: Cách gì ông nói ngay đi, thùng thẳng như trâu ăn no thế này sốt ruột lắm. Thầy Mo khoát tay một vòng: Làm việc lớn không vội như mổ thú mắc bẫy được, phải làm cho thần rừng thần núi thấy được từng nay cái lòng người mới thành được. Mọi người nhìn nhau dò hỏi. Thầy Mo Quấy bảo: Đừng có như đang chui qua rừng ma thế, mọi việc ta đang làm, lòng ta đang nghĩ thế nào đều có các thần chứng giám. Khởi sự cái việc rúng động cả trời đất càng có sự chứng giám. Muốn biện đủ lễ vật lấy từ rừng từ ruộng ư? Dễ thôi, trời đất thần Phật ăn hương ăn hoa chứ có ăn thật bao giờ. Quanh ta bạt ngàn cây cối, quanh ta toàn những bàn tay tài hoa, nếu tất cả cùng một lòng thì việc gì mà không làm được. Mọi người ổ lên: Một lòng chứ, không một lòng thì lên đây làm gì? Tất cả theo thủ lĩnh thôi, thủ lĩnh bảo lên rừng thì lên rừng, bảo xuống vực thì xuống vực mà. Thủ lĩnh sống chết vì phòng tô thì chúng tôi cũng sống chết vì phòng tô thôi. Triệu Tá Sắn đứng ngây người, cánh mũi nở dần như cánh hoa ăn sương. Thầy Mo Quấy nói: Vậy thì tốt, các vị mang lòng thành của mình vào việc đi.
Hãy nhớ, ai có ý nghĩ hai lòng, ai nghi ngờ các thần là đan bồ câu thành quả, đan hổ thành lợn lửng đấy. Lời cảnh báo của thầy Mo Quế lập tức nhập vào từng người. Mọi người nhìn thầy, nhìn nhau, đôi mắt rực sáng như đang lên đồng. Theo lệnh của thầy, mỗi người cho vào mồm một đồng bạc trắng, rồi tản vào rừng. Người chặt nứa, chặt giang, đan các con vật, kẻ lấy đất nặn nồi, nặn các loại ngũ cốc, kẻ chặt cây làm giàn cúng, lột vỏ cây để làm dép, làm khố. Đồng bạc trắng trong mồm vừa thành bùa hộ mạng, vừa nhắc họ đang làm một việc thiêng liêng. Chưa đầy hai canh giờ, giàn cúng và lễ vật đã làm xong. Thầy Mó Quý tay cầm hương, chân đi vòng quanh, miệng niệm thần chú. Thầy tung hoa lửa, thầy phun nham thạch, thầy lên đồng hú hét, nhảy quanh lũ con chim con thú, đan bằng lạt nứa lạt giang. Mặt đất rùng rùng chuyển động, trời đất vần vũ. Mọi người mắt nhắm nghiền, toàn thân run sợ, ngắm theo vận rời vận đất. Trời yên, đất lặng. Một vệt sáng chói lòa xẹt qua, làm mọi người bừng tỉnh. Ai nấy đều ngỡ ngàng. Một thế giới loài vật, vừa thật vừa giả, vừa chết vừa sống ngổn ngang trước mắt. Thế vào thế giới thần chết là thế giới thần sống. Voi đực, hua vòi, mèo hớn hở, chuột nhắt tinh khôn, trâu nhà suy tư uể oải, lợn mẹ cuốn lấy đàn con, dê bò hớn hở, hổ ngồi chồm hổm trầu rời, chó nhà nằm cạnh chó rừng, cá chép ngáp trên thớt, sóc lo ổ, chim lo tổ, tất cả hiền lành, tất cả là bạn với người, là bạn với nhau. Thầy Mo Quế ra lệnh, đến lúc bày giàn cúng rồi đấy. Thủ lĩnh sắt và đám tay chân răm rắp như những âm binh nghe lời thầy phù thủy. Chỉ một loáng, giàn cúng đã bày biện xong xuôi. Trên giàn cúng được tết bằng nan tre, có ba con vật hiến tế là gà, lợn, dê, vừa đi từ cõi sống sang cõi chết nằm phủ phục. Lũ chim thú từ cõi chết sang cõi sống hướng đầu lên mỏm đá đỉnh núi, đuôi quay xuống dòng suối dưới chân núi. Các vật tượng trưng cho vũ khí, nông cụ, vật dụng trong nhà được bày đặt theo trình tự tôn nghiêm. Ngọn đuốc bằng gỗ pơ mu phơi nỏ cháy đùng đùng như tẩm dầu, vừa làm cầu nối giữa trời giữa đất, vừa xua đi cái hoang vu giá lạnh của nơi quanh năm không có hơi người. Sau giàn cúng là 300 con người trong vai những chiến binh thời Trung Cổ. 300 con người đóng khố đi xếp vào cây rừng, trong tay người nào cũng giáo mác khiên đao làm bằng gỗ đẽo rối, thành kính mê muội bao trùm. Thủ lĩnh họ Triệu đi quanh giàn cúng gật gù vẻ hài lòng. Sự mê hoặc có sức mạnh bằng cả một đạo quân. Trong cảnh trốn chui trốn lùi giữa vùng rừng núi mênh mông thiếu thốn trăm bề, mà chỉ vài câu sai khiến đã có một giàn cúng tế. Dẫu không được bày tầng lộng lẫy, không bày biện đủ các con vật vật dụng phục vụ thần linh, phục vụ con người, song cũng đủ để tỏ rõ lòng thành với trời đất, với các thần, đủ để đám thần dân mê muội tự nguyện nhảy xuống nước chui vào lửa. Trong nghi thức trang trọng, trước sự thành kính của hơn 300 con người, thầy Mo Quý bình thản trộn tiết gà, tiết lợn, tiết dê vào nhau, vỏ nát, nắm lá rong riềng dại, nhúng vào chậu tiết, rồi lần lượt bôi lên các hòn đá cây cỏ. Lễ cúng bắt đầu. Những ngọn núi quanh đỉnh Phan Xi lặng lẽ ngước đầu lên phía anh cả. Những mỏm đá cây cỏ đứng lặng như đang chứng kiến cảnh rời đất trước giờ sinh nở hay trước giờ tuyệt diệt. Thầy Mo Quý lặng lẽ châm lửa cho đống củi bùng lên, rồi bắt đầu cúng.
300 con người quỳ mọp trước ngọn lửa, tim như ngừng đập, phổi như ngừng thở. Mọi động thái dồn cả vào người làm cầu nối giữa con người với các đấng thần linh. Lời cúng của thầy lúc dồn dập như trời đổ mưa, lúc nhẫn nha kể lể. Cùng với lời cúng, cái vòng bạc trong tay thầy lúc rung nhanh, lúc uể oải. Trước mặt thầy con dao dính tiết gà, tiết lợn, tiết dê, hết xám đen lại rực hồng như đang tôi trong lửa. Tiếng cúng từ từ chui vào, đánh thức rừng, đánh thức núi. Những lời cúng, những động tác huyền bí, mãnh liệt, kiên nhẫn, từ từ lách vào sự u mê của những người dự lễ. Bài cúng đã tới hồi cao trào. Bài cúng đang lê thê kể lể, bỗng dồn dập, làm cho người nào người ấy phừng phừng rậm rực. Miệng thầy bắt đầu hú lên những tiếng dài. Vừa hú, thầy vừa đung đưa chiếc vòng bạc, vừa chạy quanh, rót rượu vào các bát trên giàn cúng. Sau đó toàn thân ngất ngường lên đồng. Bỗng từ bốn phương tám hướng, những đàn kiến lồm ngồm bò tới. Những con kiến thân to như con bọ ngựa, càng sắc, răng sắc, hai mắt lồi ra, sáu càng bò nhanh như ngựa phi, làm mọi người khiếp sợ. Họ chỉ nghe tiếng rào rào như mưa rơi như nước cuốn, đã thấy cây cối nghiêng ngả, một tấm thảm đủ màu, đen trắng vàng vằn vện tràn tế tòa rộng. Cây chắn đường mặt, lá mục chắn đường coi khinh, rêu trơn không là gì. Âm ào song hàng lối, mệnh lệnh nghiêm chỉnh, đông đúc song trật tự kỷ cương, lúc vòng vèo như con suối, lúc sóng hàng một như duyệt binh. Đàn kiến lồm ngồm bò đến quay quanh giàn cúng. Chỉ một lát sau, những hàm răng đói khát đã sơi sạch xôi, lợn, gà, rượu. Tiếng rên của ai đó bật ra: đánh thức vua kiến rồi. Như một dây chuyền, tất cả cùng rùng mình, cùng bật lên những tiếng rên khiếp sợ. Kiến là đội quân đông đúc nhất thế gian. Kiến có mặt ở mọi nơi mọi chỗ. Bình thường kiến hiền lành cẩn mẫn, không làm hại kẻ nào, tránh xa những kẻ hại mình. Nhưng khi gặp cơn đói hoành hành, cơn giận trào sôi, thì đội quân ấy có thể làm tan hoang cả một cánh rừng. Con vật dù to lớn hay nhanh nhẹn thông minh đến mấy, gặp chúng cũng biến thành đống xương khô. Vua kiến là thống soái, là ông rời của tất cả các loài kiến sinh sống trong rừng. Vua kiến luôn sống trong trạng thái nửa thức nửa ngủ. Trong trạng thái ấy, vua dồn sức cho việc duy trì nòi giống và nghe ngóng dạy bảo thần dân của mình. Vua kiến quay về hướng tây dùng mình. Họ nhà kiến biết trời đất sắp làm nên lũ lụt. Vua kiến hướng lên chị Hằng quầng vàng như đeo tang mà rơi nước mắt. Họ nhà kiến biết mặt trời còn sang khô mặt đất. Vua kiến dùng mình, hai sâu dựng ngược, hai hàm răng nghiến như cưa gỗ. Quanh vùng có chết chóc, có tan nát, có những hàm răng đói khát, thù hận gặm sồn sột trên cơ thể sống, trên cơ thể chết. Cư dân quanh chân núi Hoàng Liên đã hai lần đánh thức vua kiến. Lần nọ, một đàn hổ dữ từ phía mặt trời lặn xâm phạm lãnh địa của các loài ăn thịt dưới chân núi Hoàng Liên. Để sinh tồn, từ ngày ông chàng bà chàng nặn ra đất ra nước, các loài dưới chân núi Hoàng Liên đã phân chia lãnh địa. Trên lãnh địa mỏng manh ấy, tùy theo vóc dáng, nanh vuốt trời cho mà mỗi loài tự tồn tại, tự sinh sôi, tự làm mồi cho nhau. Cuộc tranh giành sự sống khắc nghiệt dai dẳng hết đời này sang đời khác, song chưa hề có sự tuyệt diệt. Hồ dữ đến, ranh giới lãnh địa bị xoáy nhòa, các loài tan tác trong sợ hãi. Nghe tiếng gầm của chúng, các loài có da có thịt bọc xương hoảng sợ.
nghe tiếng gầm của chúng. Thần núi, thần rừng bạt vía, kẻ chui sâu vào lòng đất, kẻ bay vút lên rời cao. Vật vậy, thần vậy, song những con vật cùng loài thì khác. Không chịu nằm yên chờ chết, họ nhà hổ quanh núi Hoàng Liên xông vào cuộc chiến một mất một còn. Hai loài mãnh thú đánh nhau, một to lớn hùng dũng, một nhanh nhẹn thuộc núi thuộc rừng. Mỗi loài đều lôi hết sức mạnh trí khôn rời cho ra để tiêu diệt nhau. Hai bên quần nhau bảy ngày bảy đêm mà vẫn không kẻ nào chịu kẻ nào. Khắp vùng cây cối nát tan, đất sụt đá lở, không loài nào không bị vạ lây. Loài kiến cũng cùng chung số phận. Rừng cây gãy, cành rụng lá, rụng luôn cả những tổ kiến chứa hàng tỷ con. Đất lún, đất sụt, làm sụt luôn cả những lâu đài kiến yên ổn cả trăm đời. Các đàn tan tác nháo nhác, kéo đi cầu cứu vua kiến. Vua kiến nổi giận, hùng hổ dẫn các thần dân đi tiêu diệt những kẻ quấy phá. Loài kiến vốn có kỷ cương kỷ luật, trong hỗn loạn bao trùm, chúng vẫn loài nào ra loài ấy, đội nào ra đội ấy. Dẫn đầu đội quân trừng phạt là vua kiến, tiếp theo là các kiến tướng, kiến quân. Kiến tướng đầu to thân nhỏ, bụng to, sáu cái chân ngoành ngoàng, hai râu vuông vẩy, hai cánh tay to như hai cái quạt, trong suốt như lụa tơ tằm. Kiến quân tỏ rõ sức mạnh của mình bằng sự hung tợn, bằng số đông, tất cả ao vào tàn phá. Kiến nâu trung thành đông đúc, tạo nên một dòng chổi lớn, đi đến đâu quét đến đó. Kiến thợ mộc đục sỗ sồn sột, lem lém như cưa ăn, chỉ một lát bị gặm, cây đã rỗng ruột, mất gốc, đổ rào rào. Kiến nâu đầu đen, ngực vàng, đầu to, càng sắt, râu chia làm ba đoạn, lông bạc sực đứng, trông như những hung thần xông vào cắn lá. Kiến đất to như những con ong, chậm rãi bò đến, nhằm vào mọi con vật biết cựa quậy mài răng. Kiến đầu to cành càng, đầu thắt lại sau mắt, bám chắc vào từng con vật cắn xé. Kiến đỏ hung tợn tấn công đối phương chán, chúng quay ra tấn công nhau. Khắp rừng vang động những âm thanh giết chết, khắp vùng cây đổ, cây trụi lá, hươu, nai, dê hoẵng vừa kêu la tuyệt vọng, vừa chạy nhảy như động cỡn. Những con hổ đang hùng hổ lao vào cắn xé nhau, phút chốc bị kiến bu đen phải lồng lộn trong hoảng loạn, gầm lên trong đau đớn. Những con hổ được đang hung hăng, phút chốc đều chết cứng như bị đóng băng. Sau một buổi, đàn hổ không còn, những con vật biết cựa quậy không còn, rừng núi rã rời tan hoang, để rồi mãi mãi trở thành vùng đất chết. Sau trận loạn hổ, đến trận loạn người. Lần ấy người của chúa đất Bàn Na Lùng mâu thuẫn, đốt nhà giết người của chúa đất Bàn Tà Chải. Hai bàn vốn truyền kiếp không chung đường, nay có kẻ mang lửa đốt bàn, ngọn lửa hận thù có cớ bùng lên. Chúa đất Bàn Tà Chải mang người tàn sát Bàn Na Lùng, chúa đất Bàn Na Lùng mang người đến làm cỏ Bàn Tà Gia. Đá chạm đá, lửa chạm lửa, chết chóc đau đớn thù hận làm cho trời rùng mình tối sầm, đất rùng mình đất sụt, cây cối rùng mình lật gốc chốc ngọn. Rung cây động rừng, các tổ kiến, tổ bị sụt đất trơ hoang hoác, tổ bị cây đè đá đè thú dẫm. Lại một lần nữa các đàn kiến nháo nhác quây quanh vua kiến. Lại một lần nữa vua kiến nổi giận. Một lần nữa vua kiến chỉ huy thần dân xông vào khói lửa đòi lại sự yên ổn. Lúc vua kiến dẫn đàn đàn lũ lũ thần dân xông vào, cũng là lúc hai bạt bị tuyệt diệt. Loáng một cái, những cái đầu u mê chứa đầy thù hận đang bàn mưu tính kế bên bếp lửa, không còn màu thịt bám vào xương. Loáng một cái,
những cây cột cái, cột quân xà dọc xà ngang rui mè, phên phách, mái lợp bị gặm rỗng. Ngôi nhà đổ sụp xuống, bếp lửa bùng lên, xác kiến, xác người, xác động vật, cây cối phân xo bốc lên khét lẹt, gây như nướng cả rừng người. Cả hai bản bị xóa sổ, từ vết máu đến ống xương, mà vẫn chưa thỏa mãn những hàm răng đói khát của những đàn kiến. Còn lần này, mọi người dùng mình nhắm mắt nín thở đón đợi tai họa. Nhưng không, mặc đàn kiến vây quanh, thầy mo dọa dẫm đùa bỡn, mọc vua kiến trèo lên đỉnh đầu, mà lời cúng rền rĩ của thầy mo vẫn bình thản thả và rời vào đất. Sau hồi lâu trêu chọc thử thách thầy mo, vua kiến lắc đầu tụt xuống, rồi dẫn các thần dân lặng lẽ bò vào rừng. Thầy vẫn đang trong trạng thái lên đồng, thân thể thầy dẹo dọ ngất ngây. Thầy cầm bầu rượu tưới lên tảng đá thiêng, tảng đá thiêng rực lên màu thép tôi. Bầu rượu tưới lên các con vật bừng thức ngọ nguậy. Bầu rượu truyền tay dọc hàng quân, người nào người nấy phừng phừng ngậm lửa. Miệng thầy bắt đầu hú những tiếng man dại, người thầy quỵ xuống trước giàn cúng, rồi hai tay từ từ hạ đất. Âm thanh từ chiếc vòng bạc trong tay thầy thưa dần rồi im bặt. Trời bỗng đổ mưa rào, những giọt mưa thi nhau quất xuống mặt đất ràn rạc. Phút chốc cả mấy trăm con người cùng rừng cùng núi chìm trong mưa trong gió. Thưa quý vị và các bạn, gương mục đức độ của cụ Sắn Trong, Triệu Tá Sắn trở thành học trò của cụ, nhưng ngày ngày nhìn gương cụ giáo mà cái tính ngang tàng của Sắn vẫn không sửa được. Rồi Sắn lao vào dòng xoáy đam mê quyền lực. Hắn còn cả gan đến gặp cụ giáo cho để thuyết phục cụ làm ngọn cờ tập hợp lực lượng thổ phỉ. Cụ giáo hết lời khuyên Sắn bỏ con đường sai lầm, nhưng hắn không nghe. Không lôi kéo được cụ giáo cho đi theo mình, hắn quyết định răng bẫy để ép buộc Triệu Tá Dùn, cháu cụ giáo, chống lại chính quyền. Sắn không tin khi cả họ Triệu vào bến mê rồi, cụ giáo còn ở ngoài cuộc được. Sau khi Sắn về, Triệu Tá Dùn rất bực tức. Những lời nói độc địa của Sắn khiến anh đau quá. Dùn vọt lên ngựa, ra roi về phía Nậm Khánh. Gió rừng xối xả tát vào mặt cũng không làm dịu được cơn sục sôi trong lòng anh. Tới đầu bản Nậm Khánh, Dùng ngập ngừng dừng ngựa trước nhà Lý Văn San, một kẻ buôn bán thuốc phiện. Có lẽ anh muốn mượn khói thuốc phiện để quên đi sợi dây mà Sắn đang thiết quanh cổ mình. Dùn đâu biết rằng Lý Văn San là tay sai của Sắn. Dùn từng bước lún sâu vào cái bẫy mà Triệu Tá Sắn đã răng ra. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Thổ Phỉ qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến. Phòng Tô được giải phóng, song bọn địch, kẻ công khai chống đối, kẻ núp bóng chính quyền cách mạng để củng cố lực lượng, kẻ chơi trò hai mang, bí mật chỉ lối đưa đường cho Pháp quay trở lại tái chiến. Việt Minh do đánh theo kiểu dài mảnh mảnh, chưa tính đến kế hoạch phòng ngự, nên khi gặp địch đánh gọng kìm, không trụ được, phải rút. Rút rồi lại phản công rồi lại rút. Cho đến lúc cả vùng nổi phỉ thì khắp vùng nước sôi lửa bỏng. Trong và chính quyền thì đa phần cán bộ chính quyền là chức dịch cũ của Pháp nên sẵn sàng bắt tay với Pháp. Kêu gọi nhân dân thì phần nhiều nhân dân là ruột thịt của phỉ. Lòng bàn tay cũng ra
lưng bàn tay cũng thịt, nên ai cũng lừng chừng, nửa muốn giúp đỡ cách mạng, nửa không. Kêu gọi lực lượng thì lực lượng bị dàn ra khắp các chiến trường, không đủ sức tiếp viện. Mà dẫu có tiếp viện đi chăng nữa thì cũng như cõng nước đi chữa lửa, lửa tắt rồi lại phải đi chữa nơi khác. Áp lực từ nhiều phía khiến ta như gà mắc tóc, để rồi chính ta bị pháp phỉ bao vây, vô hiệu hóa ngay trong chính vùng đất của mình. Không thể để cảnh ta địch nhùng nhằng mãi được. Cấp trên quyết định cử các tổ nhóm cá nhân bí mật vào sâu tác chiến theo phương án nở hoa trong lòng địch. Trong chiến dịch này, Bắc đóng vai người thầy giáo vùng xuôi, được điều lên vùng cao dạy học. Anh đến thẳng nhà họ Đèo ăn ở mở lớp. Từ nhà họ Đèo, anh đã góp phần chặn đứng được cuộc nổi dậy lần thứ hai của chúng ở phòng tu. Nhưng đó là thời chiến, mọi việc dù có lộn xộn nhưng địch ta khá rõ ràng. Bọn phỉ dù có thâm độc ngoắt ngoéo lẩn khuất trong dân trong rừng, song cũng lộ rõ cái đuôi phản động hại dân hại nước. Từ cái đuôi ấy, mấy lần chúng nổi phỉ thì mấy lần chúng cay đắng nhận thất bại. Còn bây giờ, Bắc cố nén luồng hơi uể oải dâng lên trong lồng ngực. Miền Bắc hòa bình đã được 5 năm. 5 năm đồng bào phấn khởi sống trong độc lập tự do. Song với gần 100 năm đô hộ, chính sách ngu dân của thực dân Pháp để lại cho phòng tu biết bao hậu quả nặng nề. Chưa nói đến chuyện mổ chữ, đói khổ triền miên, tệ nạn tràn lan, thì hàng nghìn tên thổ phỉ cấu kết với nhau, lúc nằm im chờ thời, lúc ngóc đầu chống phá khắp nơi, đã làm cho tâm lý hoang mang lo sợ, ám ảnh triền miên trong dân, trong cán bộ. Tình thế đang trong trào lửa, mà đường đường là chủ tịch xã, dùn lại đứng ra làm cấp sắc cho con, to hơn cả xã mừng ngày độc lập. Trong cái vùng đói khổ năm nọ cộng năm kia, thì có cộng thêm đói khổ vài năm nữa cũng chẳng sao. Nhưng giữa đói khổ rơi rụng lại trồi lên một cuộc ăn chơi hoang phí mê tín dị đoan, không là tâm điểm cho những kẻ đang nhăm nhăm lật đổ chính quyền, thì cũng đi ngược với tư chất cán bộ. Đốt lửa nóng vách, thắc mắc của dân chúng, của cán bộ trong xã chạy lên Châu. Châu gọi Bắc lên kiểm điểm, kiểm thảo. Cực chẳng đã, anh phải gọi dồn lên làm việc. Những tưởng trước cái sai thì phải nhận, phải sửa sai. Ai ngờ, ghen ghét đặt điều gièm pha là cơm ăn nước uống của những kẻ ghen ăn tức ở. Chấp với họ thì chấp cả đời, ở nơi nào có cách thắp hương của nơi ấy. Toàn những lời ngụy biện bảo thủ, coi thiên hạ là trẻ con. Điên, điên thật rồi. Nắng đã nhạt dần, những làn gió nhẹ nhẹ lướt trong không gian yên tĩnh. Bắc nhìn xuôi theo dòng suối, nơi dòng chảy cuồng loạn trong mùa lũ, giờ đang thu nhỏ mảnh mai hở hững. Trong dòng nước trong xanh như lọc, những con cá mánh cỡ ngón tay đang vô tư le te ngược dòng, dường như chúng không cần biết đến hạn đến lũ. Bắc ngước nhìn trời, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Cái thăm thẳm của không cùng lấy lại cho anh cái cảm giác thư thái nhẹ nhõm. Anh đứng dậy lững thững đi đến trước thác, chần chừ một lát rồi để nguyên cả quần áo, chui sâu vào trong dòng nước đổ từ lưng chừng trời xuống. Nguồn sữa mát lạnh của mẹ núi nhanh chóng làm nguội bớt những bức bối trong lòng anh. Pham bật ra khỏi nhà như một mũi tên. Nhà Pham nằm đơn độc ngay đầu bản. Trước cửa nhà là con đường ngập phân trâu phân ngựa, phía trước là con suối uốn lượn, phía sau là rừng, lớp lớp cây to mấy người ôm lòa xòa, quanh năm đứng lặng, dây leo để y quấn quanh, mây mù bàng làng gây nên cảm giác ngưng trệ tù túng.
chạy sâu vào trong bản là các ngôi nhà tròn von cầu thả, tiện hướng nào quay hướng ấy. Con đường dưới chân Phan ngập ngụa phân trâu ngựa tươi, phân lô cữu, bùn non, ngày ngày nhào trộn, chồng chất lên nhau, làm cho con đường chẳng khác gì cái chuồng phân nối từ đường cái và bản, từ nhà này sang nhà khác. Mặc phân, mặc lầy thột, rút được chân này, chân kia lại dấn sâu và nghiêng ngả. Mặc cho phía sau, tiếng hét, tiếng rền rĩ của chồng đuổi theo soi sói vào xương vào thịt. Phan cứ chảy bước chật trong dòng sông bùn. Và chính dòng sông bùn làm cho nỗi thống khổ trong Phan vợi đi. Những đau khổ tan nát cứ mỏng dần sau những bước chân. Phan đã ra tới đường cái, ồn ào gào réo đã bị chìm nghỉm trong thăm thẳm núi rừng. Chạy thêm một đoạn nữa, mệt quá Phan ngồi phệt xuống vệ đường, người rũ xuống như cây cải héo. Trời ơi, người ta lấy chồng để nương tựa vào nhà chồng, còn Phan lấy chồng thành cái rẻ bắp nồi, thành cái đầu chọc cho ong đốt. Phan chưa đến 25 mùa sấm đẻ mà đã đinh chốt khóa móng chó, đinh che khóa mò gà, sủa không được sủa, gáy không được gáy, đến làm con trâu con ngựa cũng không xong. Trời ơi, vẫn biết lấy chồng là đem thân phận khốn khổ của người đàn bà vùi vào cho bếp nhà người. Lửa nóng cho nóng, lửa lạnh cho lạnh, mọi động tâm khắc khoải đều dựa vào nóng lạnh nhà chồng. Vậy mà sự vô tâm vô tình của ông bố chồng, sự ác tâm ác tính của chồng đã bao lần làm cho Phan muốn nghiến răng làm cái lá xanh rời cuống, cái cây không còn gốc, không còn ngọn. Phan uể oải đứng dậy lê bước về hướng nhà mẹ đẻ. Trời quá chiều hư hư thực thực, nắng chiều nhộm nhoạm, mọi thứ cứ rối tung tất bật mà chẳng cái nào vào cái nào. Mùa gặt, mùa chim gọi bầy, mùa chuột sừng mỡ vừa qua, những búp lá thoát thai từ đau đớn, thân cành run rẩy e ngại nép vào những nách lá đang khô đét trên những cành cây mốc meo. Ánh nắng mặt trời đang soi mói từng kẽ lá, bỗng chốc bị mây mù ùn ùn kéo đến phá phách, làm cho cả vùng chìm trong biển mây. Một trận gió ào qua, tất cả lại rõ ràng trước thanh thiên bạch nhật. Trong nóng lạnh thất thường như giận, yêu, hờn, ghét của rời của đất, bóng Phan lòng khòng như chiếc câu liêm níu giữa chiều hiu hắt. Phan thấp thững tới chân thác, cô ngập ngừng trước con thác mải mê tung bờm trắng xóa. Ý nghĩ bất cần lóe lên, Phan từ từ đi vào cái mê cung trời cho. Dòng thác trắng xóa gột rửa bùn đất phân do, gột rửa những uất ức, trả lại sự thanh thản cho cô. Chừng thấm lạnh, Phan chui ra khỏi bụng thác. Cô giật mình khi thấy trước mắt cô là một người đàn ông, trông chẳng khác gì một xác chết đang nằm sấp trên tảng đá cạnh thác. Cô nhìn ngược nhìn xuôi, cả vùng rừng núi mênh mông không một bóng người. Thấy không bấu víu vào đâu được, Phan tới bên cạnh người đàn ông. Cô bỗng rên lên. Người đàn ông đó chính là Bắc, cán bộ phụ trách khu vực, người đã từng giằng cô khỏi miệng Hà Bá rồi đưa cô về nhà. Cây bị sao búa chém rời gốc, mầm cây mọc lại, người chết là hết. Chiều hôm ấy không có Bắc thì Phan không còn được hít thở ăn uống khổ ải trên cõi đời này. Không chần chừ, Phan lật ngửa cái cơ thể mê man vật vã, kê cho Bắc nằm ở thế thoải mái, rồi bẻ cái lá và khum lại, cố giảm chút nước dài rót vào miệng anh. Bắc đã hơi hồi hồi, tiếng thở của anh còn nặng nhọc đứt quãng, song da rẻ đã đỡ tím tái, mạch đập trong lồng ngực rõ dần.
Pham vội tháo cái vòng bạc ở cổ tay, dùng hết sức lực miết khắp người bác. Bác từ từ hé mắt, trời đất vàng vọt loáng loáng, bóng chiều nặng nề trườn theo triền núi, tiếng suối rên rỉ dai dẳng như kêu cứu, như thù hận. Bóng người phụ nữ chập chờn thật ảo, làm bác ấm lòng. Anh cố cựa quậy, song đầu óc người ngợm như năm ngày không có gì cho vào bụng, mồ hôi túa ra phồng dần thành từng giọt. Anh dùng mình thở dốc, cặp môi khô khốc mấp máy, nước, cho xin hấp nước. Tiếng kêu cầu sự sống của bác làm cho Phan vui sướng. Cô thích thú reo lên, cán bộ tỉnh rồi, cán bộ tỉnh rồi. Bác ngạc nhiên lúng túng. Phan náo nước cướp lời bác. Cô là người cứu cán bộ nằm yên, để mình đi lấy nước cho cán bộ uống. Phan díu dít như đứa trẻ. Cô bẻ cái lá và khum lại, làm cái gầu múc nước suối đem lên cho bác. Bác run rẩy vụt mặt vào gầu nước uống ầm ực. Dòng sữa trôi ra từ ruột núi, lấy lại nhanh sức lực. Anh thều thào hỏi, có phải cô là... Pham khoác cái áo vào cái cơ thể đỏ rực của bác, cười, đúng rồi, mình là Pham, người được cán bộ vớt lên ở vực thuồng luồng, anh chẳng quên thế. Thì ra cô là Pham, nhưng sao cô lại... Mình vừa đi ngang qua, thấy cán bộ, người một nơi, hồn một nẻo, nên... Pham chợt đỏ mặt lúng túng, nhìn cái lá và nằm tênh hênh cạnh bác. Chút nước dài còn dính lại trên lá, ánh lên trong nắng chiều. Bác không để ý tới sự lúng túng của Phan, anh gật gù mãn nguyện. Thì ra cô đã cứu tôi. Tôi cứu cô cứu tôi. Đúng là rời đất sắp đặt. Nhưng mà... Phan khỏa lớp bối rối trong lòng, bằng cách xăm xắn đứng dậy ra lệnh cho bác. Nhưng mà gì... Bây giờ cán bộ phải về nhà thôi, cán bộ phải bám vào vai mình mới về được nhà đấy. Làm thế không được đâu, người ta... Thả cái người ta xuống suối đi, lúc cứu người cán bộ có sợ cái người ta không? Nhưng mà tôi... Không tôi gì cả, mạng người là quan trọng. Tiếc là mình không đủ sức cống cán bộ bám vào vai mình. Thế nào ta đi... Bác như đứa trẻ ngoan, anh bối rối quàng tay qua bờ vai bé nhỏ của cô sơn nữ. Cả hai thập thững tha lôi nhau về trụ sở khu vực. Trụ sở khu vực Xín Trải là một ngôi nhà ba gian, nằm trên sườn một quả đồi thấp. Trước đây ngoài nhà trụ sở ra, còn có năm nhà quần tụ. Một lần một người đốt nương sơ ý làm cho hai nhà trong xóm bị thần lửa liếm sạch. Cho là thần rừng thần đất không dung mình, nên cả năm nhà cho gia tài lên lưng ngựa đi tìm vùng đất mới. Chỉ còn lại nhà trụ sở trơ vơ trên sườn đồi. Ngôi nhà vắng lặng như nhà mồ. Tiếng là nơi thay mặt châu quản lý chỉ đạo các hoạt động của dân chúng trong 8 xã rộng lớn. Nhưng thực ra cán bộ phụ trách khu vực Xín Trải chỉ là cái cầu nối trung gian giữa xã với châu, giữa châu với xã. Cũng như thế, nhà khu vực chỉ là nơi dừng chân của các cán bộ có công việc. Cán bộ châu tỉnh xuống cơ sở làm việc, gặp gỡ báo cáo nội dung, xin ý kiến của phụ trách khu vực, rồi lại tất tả xuống xã. Không gạo nước mắm muối mang theo, mà nằm ở nhà khu vực thì chỉ có đường uống nước lã trừ cơm. Cán bộ xã lên phụ trách khu vực làm việc, họp hành, túi rết nào cũng có nắm cơm, sâu thịt, ống rượu. Họp hành báo cáo, nhận chỉ thị xong là lôi cơm, rượu, thịt ra, chia sẻ với phụ trách khu vực rồi lại ngật ngưỡng ra về. Ông châu ủy viên phụ trách khu vực to chỗ nào không biết. Nhưng với sáng với tối chỉ như người coi cái nhà hoang. Giữa vùng nóng lạnh thất thường, trong ngoài bất nhất, mà sống trong cảnh cô lập, không dân, không quân,
thiếu cả tiếng người sớm tối là không nên. Song bác kiên quyết không dọn vào ở với dân. Việc không vào ăn ở trong nhà dân của anh có nhiều lý do. Sợ bị phiền hà, bị mua chuộc dụ dỗ có. Sợ dân bị liên lụy có. Sợ không có nơi họp hành làm việc có. Nói chung bác sợ nhiều thứ, nhưng cái anh sợ nhất là bị dân làm phản. Năm 1953, anh được điều về phụ trách khu vực Tà Ngạo. Lúc đó trên báo cáo của xã, của khu vực và bộ đội thì lực lượng Phỉ ở khu vực Tà Ngạo đã bị đánh tan. Nhưng trên thực tế, mấy trăm tên Phỉ bại trận đang núp bóng dân, bóng rừng, hội này hội nọ chờ thời. Sự mai danh ẩn tích của chúng khéo léo đến nỗi ta không còn biết đâu là thực, đâu là giả. Ngày bác về Tà Ngạo, có cán bộ xã, cán bộ thôn mang ngựa ra tận châu đón. Không cờ song chống rước, không khẩu hiệu trăng dọc đường, không hoan hô mỏi miệng. Nhưng bác giống như vị tướng giữa đám tùy tùng. Lên ngựa có người đỡ chân, mỗi chặng nghỉ có cơm rượu dọn mời. Mỗi câu hỏi, mỗi cái nhíu mày đều có người xôn xoe giảng giải. Choáng hơn nữa là nơi ăn ở làm việc, anh được xếp vào nhà giàng Cổ Bao, một địa chủ lớn trong vùng. Tiệc đón mừng anh có cả món Tây, món Tàu, rượu ngâm hổ cốt. Rồi bữa nào cũng như ăn cỗ, rồi buồng ngủ thoáng mát, yên tĩnh, đầu giường có gối xếp, chăn đệm, bàn đèn, thuốc viện. Đang lo sốt vó chuyện thân cô thế cô, không biết tiếng địa phương, không am hiểu phong tục, bỗng chốc được ăn ở như ông tướng, ai mà không mừng, không cảm ơn trời đất. Anh đâu ngờ bước vào nhà sàng Cổ Bao là anh bước vào hang hùm. Có anh ở trong nhà, được anh nhận làm anh em kết nghĩa. Bao ngang nhiên phô trương thanh thế, áp đảo chỗ này, nạt nộ chỗ kia, khiến cho dân chúng trong vùng hoang mang sợ hãi. Cái đầu rùa vừa thọt ra lại rụt lại. Có anh làm bình phong, bọn Phỉ ngang nhiên đi lại, bàn bạc gây dựng lực lượng. Việc này nối tiếp chồng lên việc kia, việc kia phản lại việc nọ, lúc thật lúc giả, lúc biết lúc không, làm cho anh như cuốn lanh rối, đúng sai phải trái tùng phèo. Nhiều lúc anh cảm thấy mình như đang chờ lên thớt, mà anh phải lên thớt thật. Ngay Tà Ngạo nổi Phỉ, chính giàng Cổ Bao bắt anh mang xuống thung lũng hành hình. Mãi mãi anh không thể quên được cảnh bị trói như bó giò và cái cọc giữa bãi. Trước mặt anh là bốn cái bếp lò cháy rừng rực. Trên bốn cái bếp là bốn cái chảo đại, mỗi cái chảo chứa đầy thịt lòng ngựa. Từ bốn phía người nườm nượp đổ về thung lũng, súng ống, côn gậy, dao quắm, giáo bát nghênh ngang, bao tải điệu sọt lằng ngoằng, ngựa phi rầm rập, ô hợp, lồn nhồn, man dợ, đủ mọi loại người, lành có, sách có, đi giày, đi dép, hải xảo có, chân đất có. Nhìn vào cả bọn, không biết đây là cuộc đi cướp hay là đi hôi của. Giữa giờ thìn, giàng Cổ Bao nét mặt hầm hầm, nhảy lên cái bàn cao. Lập tức mười mấy người cầm súng quay quanh hắn lấy uy. Bao nhìn khắp lượt rồi sóng giặc: ta gọi các người đến đây, cho các người mặc sức ăn no uống say, rồi mời các người theo ta đi cướp châu. Các người đừng sợ, nước Pháp hùng mạnh đang tiếp xúc cho ta, cho bằng mười bằng của. Đạo quân lớn Tiểu Giới Thạch sắp tràn qua đây, nhiều nơi đã nổi lên cùng ta. Vậy các người có tuân lệnh ta không? Lời của giàng Cổ Bao vừa thả ra khỏi miệng, lập tức những tiếng hô, tiếng hú hét ủng hộ vang lên như thác lũ. Giàng Cổ Bao lại dõng dạc: tốt, tuân lệnh ta, các người xuống châu cướp được cái gì của các người tới đó. Không tuân lệnh ta, dù ta có đau lòng, ta cũng phải giết hết. Trước tiên
ta sẽ giết tên cộng sản này để làm gương cho các ngươi thấy sự kiên quyết của ta. Theo lệnh Pao, một tên da dáng đao phổ bê cái chậu, trên mặt chậu đặt ngang con dao dài sáng loáng. Pao chưa kịp giết bác như hắn tuyên bố, thì tiếng súng giải phê của bộ đội kịp đưa anh thoát khỏi tử thần. Từ lần chết hụt đó, dù công việc thế nào, anh cũng sắp xếp để không ngủ qua đêm trong bất kỳ một nhà dân nào. Pham dìu bác vào trong giường, đặt anh nằm xuống đất, rồi tất tà thắp đèn, lần tìm xuống bếp nồi lửa, lấy gạo nấu cháo, ra vườn nhổ hành mang về rửa. Cô quên mình đang trốn chạy khỏi địa ngục trần gian, mà thấy mình là người chị cả, đang chăm sóc đứa em út bị ốm. Cháo chín, Pham bê lên, nhẹ nhàng đánh thức bác dậy. Mùi thơm từ bát cháo hành có đập mấy quả trứng tỏa ra, đánh thức cả con tỳ lẫn con vị. Bác ngoan ngoãn húp hết bát cháo, uống cốc nước pha mật ong, rồi lại thiếp đi trong mệt mỏi dễ chịu. Mẹ Pham sinh ra Pham vào mùa được cái, lại rơi đúng vào đêm trăng rằm. Nhìn bác ngủ ngon lành, lòng Pham như có lửa. Trong khoáng đạt của rừng núi bao la, trăng là nước chảy tràn trên mặt đá, là lửa hâm nóng từng mạch máu các loài vật ăn thịt ăn cỏ. Nhìn trăng là thế sự sinh sôi, nhìn trăng là thế mơ thế mộng. Pham lấy trong túi ra cái gương con, cái gương phản chiếu khuôn mặt dạo dực của Pham. Phải nói là Pham đẹp, sinh ra giữa rừng, được ánh trăng nhuộm thỏa thuê từ lúc chui ra khỏi bụng mẹ, nên Pham được thừa hưởng khá nhiều lộc của chị Hằng Nga. Ngày Pham sinh ra, bố Pham đã lặn lội lên tận đầu con suối thiêng, mang về hai ống bươm nước. Từng gáo nước thiêng cùng với lời khẩn cầu của người cha thấm vào, tan chảy trong da thịt Pham. Gáo nước này do thần rừng ban tặng sẽ làm cho da con gái ta như phấn của hoa, như hương của đất. Gáo nước này là nguồn sữa của thần suối ban cho, nó sẽ làm cho tóc của con gái ta đen như gỗ mun, chảy dài như dòng suối. Gáo nước này là ánh trăng soi qua kẽ lá, nó sẽ làm cho mắt con ta lóng lánh như mắt nai, tinh anh như mắt trồn, trong sáng như giọt nước mắt sung sướng của thần núi mỗi khi đón ánh bình minh. Mỗi gáo nước là một lời khẩn cầu, một ước muốn cháy lòng. Những gáo nước cùng những lời khẩn cầu của bố Pham đã được rời đất các thần cho thỏa nguyện. Pham xinh đẹp như người rời, da rẻ cô trắng như vớt ra từ thùng bột gạo nếp, đôi mắt lúc nào cũng như lọc hết bụi bặm cực nhọc, trong veo như xương, mái tóc đen mượt mà thả dài tí khoeo như dòng suối. Chạm tuổi 13, các chàng trai quanh vùng đã bu lấy cô như ong bu hoa, kiến bu mật. Nhưng người đẹp là gốc của tai họa. Tai họa từ trong ra, từ ngoài vào. Cái đẹp giữa nhầy nhụa bẩn thỉu lại càng tai họa, càng giống như bông hoa cắm lên bãi phân. Trong thế giới của phân do giỏi bỏ mà nổi lên sự trong sáng thanh khiết, thì liền trở thành tâm điểm của sự ganh ghét đố kỵ. Pham biết điều đó, cố gắng vượt qua điều đó. Xong, muôn sự tại rời, cô tránh được tai họa ngàn lần. Đến lần thứ 1001 thì cô bị bố chồng làm nhục. Lần ấy Pham đi lấy củi về, những thanh gỗ xến nục nạc như những thanh giò, chất nặng như những thỏi sắt, đè nặng lên cái cơ thể vốn sinh ra để làm trò tung hứng, đã làm cho cô mệt đứt hơi. Về đến đầu hồi, cô lựa thế mắm môi mắm lợi, ghệ gùi củi lên tảng đá, rồi ngã ngửa thả lòng người ra nằm thở. Đang trưa, mặt trời kẻ thù truyền kiếp của cô xối những tia nắng chói chang xuống mặt đất, làm da thịt cô đỏ như con tôm luộc.
Xả hơi được một lúc, cô mở cửa vào nhà. Không có ai ở nhà, mà dẫu có ai thì cái nhà này lâu nay vẫn vắng vẻ như nhà mồ.